Xin chào các em sinh lớp 5. Ở trong video này mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy Tài đến với phần ôn tập bài toán tìm phân số của một số nhé. Chúng ta đang ở bài 6, đề bài như sau. Một cửa hàng có 50 kg đường. Buổi sáng đã bán 10 kg đường. Buổi chiều bán 3/8 số đường còn lại. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đã bán được bao nhiêu kg đường? Với bài này các em lưu ý cho thầy là nhiều bạn sẽ bị nhầm ở chỗ là 3/8 số đường còn lại. Thì nhiều bạn không để ý chỗ cái từ còn lại. Các bạn sẽ tính được ngay là buổi chiều đã bán số đường là thì bạn sẽ lấy là 3/8 của 50 thì bạn sẽ lấy là 50 nhân 3/8. Nếu chúng ta làm phép tính này mà ra số đường của buổi chiều bán được ấy, thì như thế này là sai. Em hiểu chưa? Em phải rất lưu ý cho thầy là ở đây buổi chiều bán được số đường còn lại. Còn lại là so với cái gì nhỉ? Tức là buổi sáng đã bán được này và còn lại ta sẽ lấy là toàn bộ lúc đầu trừ đi buổi sáng thì sẽ ra còn lại. Em đã hiểu chưa? Đấy là cái ý mà chúng ta hay nhầm. Vậy thì trước hết chúng ta phải tính ra ngay cho thầy là số đường còn lại là bao nhiêu đã, đúng không? Phần bài giải nào. Bài giải nhé, thì ta sẽ có được là số đường còn lại là 1 cửa hàng này, lúc đầu là có 50 kg đường, buổi sáng đã bán rồi, đúng không? Vậy thì số đường còn lại sẽ là ta lấy 50 trừ đi 10 kg đã bán thì nó sẽ ra còn lại là 40 đơn vị là kg. Em hiểu chưa? Chúng ta đã nắm được chưa? Đây nhé, chúng ta có thể vẽ sơ đồ như sau. Phần sơ đồ này, giả sử thầy vẽ một đoạn thẳng là cái thể hiện toàn bộ đoạn thẳng này sẽ ứng với là 50 kg đường. Đây là 50 kg. Chỗ này là buổi sáng. Buổi sáng đã bán là 10 kg. Đúng chưa? Vậy thì toàn bộ cái đoạn còn lại này, đây là còn lại. Đúng chưa? Vậy thì để tính cái đoạn còn lại này thì em sẽ lấy cái đoạn dài nhất này là 50 kg, chúng ta trừ đi cái đoạn ngắn này, đúng không? Trừ đoạn ngắn này, tức là trừ đi 10 thì mình sẽ ra đoạn còn lại. Đấy, 50 trừ đi 10 ra đoạn còn lại là 40. Em hiểu chưa? Đây phép tính ta này. Đấy, ta sẽ lấy 50 trừ 10 bằng 40 kg. Thế bây giờ chúng ta mới tiếp tục là buổi chiều bán 3/8 số đường còn lại, tức là 3/8 của 40 kg. Các bạn, đấy, chúng ta sẽ đi trình bày tiếp như sau. Buổi chiều cửa hàng bán được số đường là, đúng không? Buổi chiều cửa hàng bán được số đường là, thế còn em muốn ghi đầy đủ em sẽ ghi là buổi chiều cửa hàng bán được số kg đường là 3 phần 8 số đường còn lại, tức là 3/8 của 40. Muốn tính phân số của một số, ta sẽ lấy số đó là 40 nhân với phân số là nhân với 3/8. Em rõ chưa? Ta thấy 40 chia 8 chia được, đúng không? 40 chia 8 bằng 5. 5 nhân 3 bằng 15, vậy nó sẽ là 15 kg. Xong chưa nào? Thế vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng là buổi sáng thì bán được 10 kg đường, buổi chiều ta bán được là 15 kg đường. Vậy thì cả hai buổi chúng ta tính được không? Cả hai buổi ta dùng phép cộng thôi, mình sẽ ra, đúng không? Vậy trình bày tiếp. Cả hai buổi cửa hàng đã bán được số kg đường là
số kg đường là đó. Vậy thì phép tính đây chúng ta sẽ lấy là gì nhỉ? Đây, buổi sáng bán được 10 kg, buổi chiều thì là 15 kg, ta cộng lại thôi. Ta sẽ lấy 10 cộng với 15. 10 cộng 15 sẽ bằng 25, đơn vị là kg. Vậy chúng ta ghi đáp số thôi. À, đáp số đề bài đang hỏi thì em là đề bài hỏi là bao nhiêu kg đường, vậy em sẽ trả lời cho thầy là 25 kg đường nhé. Đấy, như vậy xong. Như vậy em đã cùng với thầy làm xong bài 6 rồi của cái bài toán tìm phân số của một số.